AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi, và hôm nay thì Soi Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile Idle Robots RPG có tên gọi là After War. Con game này có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và đã ra mắt chính thức trên cả hai nền tảng là iOS lẫn Android. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game After War này nhé. Các bạn có thể thấy là con game này sẽ về đề tài robot, và cái lối chơi của game nó sẽ là thuộc thể loại game nhập vai rảnh tay. Rồi mình sẽ đặt tên vào game này, Soi Bạc. Rồi chúng ta sẽ vào game thôi. Anh em có thể thấy là con game này kiểu dạng màn hình dọc nhá, chơi kiểu màn hình dọc. Rồi, anh em đợi tí nó sẽ load vào game. Ok, đây là cái phần cốt truyện của con game này. Có lẽ là đây là cái thời kỳ hậu tận thế, sự bùng lên của robot. Đó, loài người... đúng không nhỉ? Nói chung là thôi, biết thế đã. Cậu bé A, người sống sót của Hopeless. Nói chung là anh em cứ biết đây là game về đề tài robot. Đấy, tạo ra quân kháng chiến. Ok, đây là phần cốt truyện của game nhá. Thật ra mình cũng không cần đọc nhiều đâu. Rồi, chúng ta... Đây là giao diện chính của con game After War này này. Rồi, các bạn thể click vào avatar, biểu tượng avatar của robot để sử dụng kỹ năng. Thật ra mình thấy là nó sẽ dạng đánh treo máy thôi. Đấy, tức là dạng game thẻ tướng nhập vai rảnh tay. Chúng ta có tính năng auto. Đấy, anh em sẽ treo máy và robot của anh em sẽ tự động chiến đấu. Các bạn hãy tap trên màn hình để phóng tên lửa. Rồi, mình cứ làm theo hướng dẫn của game nhé. Nhặt vật phẩm này. Rồi, chúng ta sẽ có phần hệ thống nhiệm vụ. Các bạn làm theo nhiệm vụ để lên cấp. Chúng ta sẽ có phần nhà máy nữa này. Ở đây thì các bạn có thể chế tạo robot. Đấy, các bạn này chế tạo các robot mới này. Nó là cái tính năng như kiểu tính năng chiêu mộ ấy, anh em. Đó, các bạn sẽ chiêu mộ thêm robot mới. Và chúng ta sẽ đi chiến đấu tiếp. Mình thấy là một đội hình tối đa sẽ là 5 robot nha. Đây, các bạn thể lắp thêm robot mới vào này. Đấy, chọn vị trí xuất trận. Game có hệ thống nhiệm vụ, anh cứ đi làm theo nhiệm vụ của game là sẽ hiểu cách chơi thôi. Đây, các bạn có thể, đây là những con robot mình đã thu thập được. Mình có thể tăng cấp cho người máy của mình này. Rồi lại đi tiếp tục đi chiến đấu. Mình thấy là giao diện nó hơi bị rối một tí, anh em phải làm quen từ từ nhá. Bạn nào mới chơi cái thể loại này thì anh em sẽ hơi rối một tí, bởi vì nó kiểu màn hình dọc, xong rồi nó kiểu hơi khó nhìn ấy, chữ phông chữ hơi bé nhỉ. Không biết là do mình chơi giả lập hay gì mà mình cảm giác là phông chữ nó hơi bé, nên cảm giác nó hơi khó nhìn một chút. Đó, riêng cái phần biểu tượng robot này nó đã chiếm mất 1/3 màn hình rồi, xong rồi các thứ nữa, nên là hơi khó nhìn một tí. Đấy, túm lại ở trong cái con After War này thì anh em sẽ đi chiêu mộ người máy mới này, đi gọi là chế tạo người máy đó, rồi đi nâng cấp người máy thứ. Thì các bạn có thể chiêu mộ, năm chế tạo người máy đó, và nó sẽ ngẫu nhiên ra các người máy mới cho anh em. Đấy, mình không biết có phần tỷ lệ không nhỉ? Đã level 3 rồi. Đây, chúng bạn, anh em sẽ có tỷ lệ nhá. Cùi nhất là xanh lá, uncommon 52%, rare xanh dương 31%, hero 13,5%, Asian màu đỏ là 3%, và cuối cùng legendary chỉ có 0,5% thôi, tỷ lệ rất là thấp anh em ạ. Các bạn sẽ có hai loại là sản xuất kim loại phế liệu và sản xuất kim loại đặc biệt. Kim loại đặc biệt thì anh em sẽ dùng kim cương nhá. Các bạn bỏ ra 2.700, mình sẽ thử này. Hình như nó sẽ tặng free anh em một lần, là mình sẽ skip bỏ qua nhá. Đây, mình được một được một tướng đỏ này và một tướng tím này. Ok, ngon. Đấy, bây giờ mình có tướng đỏ, tướng tím, mình sẽ nâng cấp
chung là cách chơi thì giống thể loại game thể tướng rảnh tay thôi, cũng không có gì cả. Nhưng mà đấy, mình phải nói đi phải nói lại là game nó hơi khó nhìn anh em nhá. Mình sẽ cho tướng mới ra trận này. Tôi sẽ thay thế. Mình sẽ cho tướng này ra. Rồi, ok. Cảm giác đội mình, đội hình của mình ok rồi, mình sẽ đó. Cứ treo máy đánh ngay thôi, nó sẽ đánh liên tục anh em ạ. Rồi, robot hỏng thì anh em phải đi sửa robot nhá. Đây, sẽ về hồi sinh robot này. Ờ, cái này nó sẽ treo máy, kiểu treo máy và rồi, có cả kết hợp người máy luôn anh em ơi. Kết hợp từ những cái con robot cấp thấp lên robot cấp cao luôn. Chỉ có việc là phông chữ nó hơi khó nhìn thôi, không biết là do giả lập hay gì nhưng mà mình thấy nó khó nhìn thật. Không biết là do giả lập hay vấn đề gì nhưng mà hơi khó nhìn một tí. Rồi chúng ta có chế độ, các cái chế độ chơi như kiểu là đường hầm nhà vua này. Tự động chọn đội hình và chúng ta sẽ vào chiến đấu nha. Đấy, mình sẽ mở cái tính năng auto đi, đánh cho nó nhạt. Đấy, các anh em có thể chạm vào, táp vào màn hình nhá, để hồi máu cho robot, để sửa chữa robot nhá. Các bạn sẽ có một cái thanh máu này này. Đây, khi các bạn ấn nó sẽ hết, nó kiểu năng lượng ấy. Các bạn sẽ hồi máu cho robot, sửa chữa robot của mình. Các bạn lưu ý khi mà chơi con After War này thì có thêm tính năng là hồi máu, hoặc là các bạn có thể đổi để sử dụng vũ khí chẳng hạn, bắn tên lửa. Tức là người chơi sẽ có quyền là tương tác với đội hình thông qua cái việc sử dụng kỹ năng. Đây, kỹ năng hồi máu hoặc là kỹ năng bắn ra tên lửa. Tất nhiên là nó sẽ tốn nguyên liệu ấy. Đây. Đây, bắn tên lửa xuống nhá. Đấy, nó sẽ tốn năng lượng, em thấy không? Mình sẽ tap vào màn hình là được. Ngoài ra thì các bạn có thể sửa chữa. Ấn vào để sửa chữa cho robot của mình nhá. Đấy, robot nếu mà hỏng thì nó sẽ mất một thời gian để nó hồi sinh lại ấy. Nó không chết hẳn đâu mà các bạn có thể sửa chữa nó được. Đây, có cái hình chữ thập này anh em thấy không? Đấy, lại hồi sinh lại rồi. Bây giờ muốn hồi phục pin, cái này gọi là pin, thì lại phải xem quảng cáo hoặc là sử dụng vật phẩm. Đây, thôi mình sẽ không xem quảng cáo nhá. Đấy, các bạn sẽ thua khi nào mà tất cả robot các bạn hỏng, toàn bộ nó sắp hỏng rồi. Đấy, hồi sinh không kịp luôn, tức là nó sẽ có thời gian để hồi sinh ấy, nhưng mà nếu mà không kịp thì anh em sẽ thua nhá. Rồi đánh tiếp này. Ở đây do mình chưa nâng cấp robot của mình nên nó khá là yếu anh em ạ. Toàn hết rồi, về còn mỗi con robot màu đỏ thôi. Con này rất là khỏe, con này đánh mãi không chết này. Đó, câu kéo thời gian để đồng đội mình hồi sinh được. Đó, mình sẽ thoát đi. Đó, mình đến ải số 3 rồi. Thì đây là cái chế, đây, nó kiểu dạng leo tháp ấy. Rất là nhiều cửa ải luôn, các bạn sẽ phải nâng cấp robot. Sau này các bạn sẽ có thêm các cái chế độ chơi mới như kiểu là ngục tối Big Brother này, ngục tối bãi rác, mỏ đá lõi, các kiểu đà điểu nhá. Đây, còn đây là hệ thống nhiệm vụ này. Có phần thành tích các bạn này nhận thưởng này. Hơi lag một tí nhở, cảm giác là nó cứ delay kiểu gì ấy. Hay là game nó vậy. Đấy, các bạn này nhận phần thưởng. Đây là nhiệm vụ ngày. Ở các cái sự kiện trong game nhá. Quan trọng nhất là anh em vẫn phải nâng cấp robot của mình nha. Mình có hai robot đỏ này. Ngoài ra thì game này thì robot sẽ có 5 thuộc tính nhá. Kiểu như là kiếm này, dìu này và kiếm khiên này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai, nó sẽ dựa trên vũ khí của robot đó, tức là cung và súng nữa. Mỗi cái thuộc tính này khác thế nhau thì sẽ tạo thêm 30% sát thương. Ví dụ như là cái như kiểu dao găm hoặc kiếm gì đó sẽ khắc dìu, dìu khắc khiên lại khắc kiếm. Ngoài ra thì cung sẽ khắc súng, súng lại khắc cung. Đó, anh em lưu ý nhá.
anh em để tích kim cương để quay tướng. Ôi, toàn hết rồi này. Rồi, anh em phải đi nâng cấp đội hình của mình nhá. Ở đây mình sẽ bỏ này ra. Đây có hai tướng này, thứ hai tướng đỏ phải dùng ngay. Đó, ai ra đừng quên là đi nâng cấp tướng của anh em nhá. À, nâng level lên. Chữ bé quá. Thề các anh em luôn là phông chữ hơi bé. Hơi khó nhìn một tí. Đấy, sau này có thể cường hóa trang bị này. Nâng level. Rồi, hết tiền rồi. Lại tiếp tục đi cày tiếp thôi. Đây, các sự kiện game này. Quà, wow. Ô, tặng 900 kim cương luôn. Đây, có kim cương mình lại đi quay tiếp nhá. Mình sẽ quay cái phần hiếm này, sản xuất đặc biệt này. Đấy, một cái đều có tỷ lệ, nhưng mà cái tỷ lệ các bạn sản xuất đặc biệt thì nó sẽ xịn xò hơn. Xem nào, à, lại được một tướng đỏ nữa này. Defenders. Đây, mình lại được tướng đỏ nữa, mình sẽ cho ra trận nhá. Đội hình chiến đấu này. Rồi mình sẽ cho tướng mới ra trận. Thường là những cái tướng tanh em đây sẽ để lên đầu. Đây cho. Đây được rồi. Đấy. Và khó nhìn quá, thật sự là game nó hơi bé quá anh em ạ. Không biết các bạn chơi trên điện thoại này có đỡ không, nhưng mình ở chơi ở đây mình đau hết cả mắt rồi. Phông chữ nó bé quá nên là nhìn nó hơi khó chịu một tí. Chắc chơi điện thoại nó sẽ đỡ hơn ấy. Ở đây mình chơi bằng giả lập nên là nó chưa tối ưu hiển thị tốt lắm. Đây là phần danh sách tướng này. Ồ, cao nhất là tướng Mythic cơ. Đó, có khoảng 8 tướng, rồi đến tướng Legendary. Tức là cao nhất ở game này là phải là tướng xanh ngọc này này. Đó, thì là tướng Mythic. Không biết làm sao để có, chắc là phải tham gia sự kiện trong game. Rồi Legendary, tướng cam, Asian, tướng đỏ, tướng tím, hero, tướng rare, xanh dương, xanh lá. Và cùng là tướng trắng. Đấy, các cái phẩm chất tướng ở trong cái game này nhá. À, có chế độ ngủ. À, các bạn có chế độ treo máy. Đó, sleep mode. Đây là phần phòng thí nghiệm này, các bạn thể nâng cấp. Đây, cái tính năng này của dòng game rảnh tay này, các bạn thể nâng cấp chỉ số. Đấy, dùng vàng để nâng cấp chỉ số cho robot của anh em nhé, thì nó sẽ khỏe hơn. Mới đánh vượt qua được ải nhé. Quan trọng cái phần nâng cấp này, tức là ngoài về việc là nâng cấp người máy ra, thì anh em sẽ có phần phòng thí nghiệm này. Nó sẽ tăng các chỉ số như kiểu là tấn công này, máu này, rồi tốc độ sửa robot này, rồi tên lửa, pin các thứ sẽ nâng cấp hết lên. Đó, các bạn sẽ phải tích tiền để dùng cái phòng thí nghiệm này. Đấy, bây giờ khỏe hơn rất nhiều rồi. Cảm giác easy, dã man luôn. Đấy, chúng ta có phần kho đồ này. Chúng ta sẽ bán tự động. Cái nào không dùng đến anh em có thể bán bớt nhá. Lên phần bản vẽ này. Sử dụng. Ừ, đã level 7 rồi. Đấy, cơ bản thì con game này mình thấy là cũng khá là mới lạ và hấp dẫn mà. Chẳng qua là phông chữ nó hơi bé thôi. Nhưng mà game để chơi giải trí thì mình thấy là khá là tốt anh em ạ. Game chơi giải trí rất là tốt luôn. Đấy, rồi các bạn có thể tham gia các chế độ thử thách trong game nhé. Ví dụ mình sẽ đi ngục tối Brazzer này, thử xem nào. Rồi chúng ta sẽ thử chơi chế độ này đi. Tự động chọn đội hình này. Bắt đầu. Kiểu đánh boss thì phải. Đúng rồi, boss. Ui, boss to chưa. Đấy. Được cái là game này nó sẽ cho anh em, nó có cái phần pin này, nó sẽ cho anh em sử dụng kỹ năng hoặc là búp máu cho nhân vật. Đó, khá là hay. Nhưng mà hết pin thì anh em phải đợi hồi. Đấy, anh em sẽ đánh boss nha. Đấy, mình sẽ dùng pin để hồi máu hoặc là dùng pin để thả tên lửa. Đấy, nếu mà dùng hết pin là chúng ta sẽ phải đợi hồi thôi. Sau này các bạn hãy nâng cấp cái tốc độ hồi pin lên ấy thì sẽ ok hơn.
Nếu các bạn xác định chơi vui thì mình nghĩ là có một bộ tướng đỏ là ok rồi, không thì sẽ là tướng Legend, tướng màu vàng sẽ ngon hơn. Rồi, vừa rồi đây là cái chế độ đánh boss của con game After War này. Rồi chúng ta có chế độ ngục tối này, thử vào xem. Tự chọn đội hình này. Đấy, tức là game sẽ có rất là nhiều chế độ chơi để anh em thử sức. Cái đồ họa game này mình thấy là đẹp mà, rất là chi tiết và ấn tượng luôn. Ghét mỗi cái phần phông chữ nó bé quá, bé dã man ra. Dù sao thì game cũng hỗ trợ tiếng Việt nên là các bạn chơi nó cũng dễ thôi. Đấy, tức là nó cũng chưa full tiếng Việt lắm, thì vẫn có cái chỗ để nó hiển thị tiếng Anh, nhưng mà mình thấy là tạm như vậy là đủ rồi, là đọc hiểu được các chỉ số của robot các thứ này nọ là đủ chơi rồi, cũng không cần phải Việt hóa full hoàn toàn đâu. Rồi chúng ta sẽ đánh boss này. Đấy, thả tên lửa bắn cho nhanh hả? Ồ, xong rồi. Đấy, đây là một vài cái chế độ chơi của cái con game After War này. Ok, như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu cho anh em một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay về đề tài robot chiến đấu có tên gọi là After War nha. Con game này nhắc lại là đã có mặt trên cả hai nền tảng là iOS, Android và có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu bạn nào muốn chơi một con game để giải trí thì mình nghĩ là con game này rất là phù hợp với anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Kawi để ủng hộ cho Sói Bạc nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.